cây bơ có xuất xứ từ các vùng nhiệt đới Trung và Nam Mỹ, không chỉ nổi bật với những hương vị thơm ngon mà còn mang lại nhiều giá trị về dinh dưỡng đáng kể. Việc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền ẩm thực của nhiều nơi trên thế giới. Trong đó có một loại bơ xuất hiện từ quá trình chọn lọc và lai tạo tinh vi, không chỉ có hình dáng quả đẹp mắt mà còn có chất lượng cao hơn cũng như là dinh dưỡng cao hơn các loại bơ còn lại. Thì hôm nay Sunom TV mời quý bà con cùng tìm hiểu giống bơ này nha. Giống bơ 034. Cây giống bơ 034 có chiều cao từ 70-90cm, với quả bơ có lớp vỏ xanh đậm và thịt mềm. Loại cây này đã trở thành một sự lựa chọn hàng đầu trong các chế độ ăn lành mạnh và các món ăn sáng tạo. Ngoài ra, đây cũng là giống cây cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể như vitamin A, vitamin C, vitamin E và vitamin K. Đây là giống cây rất dễ trồng, chỉ cần chuẩn bị đất tươi xốp, có độ thoát nước tốt, pH từ 6-7 là được. Bà con cần tưới cây thường xuyên, đặc biệt là vào mùa khô, nhưng chú ý đừng tưới quá nhiều nước để tránh tình trạng cây bị ngập úng. Nên điều chỉnh lượng nước tùy theo mùa và tùy theo tình trạng của cây. Về phần bón phân, nên bón phân NPK theo tỷ lệ phù hợp và bón định kỳ từ 3-4 lần trên một năm. Bà con nên cắt tỉa cành thường xuyên, cắt những cành héo và những cành sâu bệnh để giúp cây là có thể là hứng ánh nắng cũng như là sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Trọng lượng trái từ 300g-800g, trái có chiều dài từ 20-38cm. Khi chín, thịt trái có màu vàng, vị béo và không có xơ. Bởi vì hạt trái nhỏ nên thịt trái rất nhiều, do đó hàm lượng chất béo bên trong trái cũng đạt tối đa. Vỏ trái có màu xanh, bóng, loáng, trái có hình dáng thon dài, rất hấp dẫn. Vỏ trái cứng nên có thể là giúp bà con dễ dàng bảo quản sau khi thu hoạch. Bơ 034 cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, bơ 034 còn cung cấp chất béo không bão hòa, giúp tốt cho tim mạch, nhiều chất xơ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra còn cải thiện các chức năng cho mắt, ngăn ngừa lão hóa và còn làm đẹp da. Nếu có một vườn bơ như thế này thì ngày nào cũng sẽ được nếm trải những hương vị thơm ngon của những trái bơ mang lại, vừa giúp tốt cho sức khỏe lại vừa có thể là khiến bà con nâng cao năng suất kinh tế. Đây đúng là một giống cây hữu ích đúng không bà con? Hiện tại giống cây này đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.